Em xin chào Trung. Ok, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Hôm nay mở live hơi muộn này anh ạ. À, ông bỏ ra tại vì ông bỏ người gia đình đi đâu mấy năm nay, bây giờ người ta kêu réo quá. Người ta kêu réo quá thì tôi trẻ trẻ cũng phải ráng tôi mở. Phải không? Tôi ráng tôi mở để đưa đưa ông ra báo cáo mọi người chứ, là mọi người lại bảo là ông Thơ Quang cũng làm cái gì chúng bỏ tiền ra rồi, ông Dân Quang cũng lên kìa, rồi chung tiêu tiêu Dân Quang lên được kìa Gì đó. đây đại ca? Chào Em chào Dân chào Quang, dân oan chào đúng không? Mà Việt Nam, Việt Nam thấy tôi nó đúng không? Có phải là Việt Nam đang bị tiếng Quang chưa, đúng không? Bây giờ ra bị treo máy hay gì vậy? Đúng không? Đúng không? Bị ra thấy đúng không? Nghe không? Nghe, nghe rõ rồi, nghe ra nói rõ rồi. Đúng không? Bị ra nói câu công tâm đi đó. Bây giờ để giao diễn đàn cho Việt ra chia sẻ thoải mái đi. Đã bất công người ta nói là tôi dựng chuyện nữa. Đúng không? Mà Việt Nam công nhận không? Đúng không? Trong khi mình là công dân đó, Việt Nam công nhận không? Mình là công dân, tiền thuế, tiền má mình làm, mình đóng cho chính phủ đầy đủ hết. Đúng chưa? Thì ba cái trách nhiệm an ninh thế này thế nọ thì phải lo cho mình chứ. Đúng không? Mà nỡ lòng nào bây giờ đó, Việt Nam bây giờ phải lo sợ tới mức độ là phải vấn đề là đúng ba cái gì gọi là giấy tờ, những gì quý giá của mình gọi là phải mang đi gửi một cái nơi, nơi thứ ba gọi là két an toàn vậy đó, ngân hàng vậy đó, giống mình thôi hay coi trong phim ở chung, tức là họ họ vào ngân hàng họ gửi trong những cái hộp riêng của họ, là ở đó có nơi chịu trách nhiệm canh giữ á. Dạ, như kiểu gửi ngân hàng Thụy Sĩ hay các ngân hàng người ta có cái ngăn kéo riêng đó đúng không? Bây giờ Việt Rai có thể chia sẻ cho mọi người biết cái nguồn cơn nào mà khiến Việt Rai phải phải làm cái câu chuyện như vậy không? Nghe Việt Rai nói đi. Tại bên em nó ba cái quỹ Bluetooth nó cứ giật qua giật lại cái xe, cái trên lỗ tai khó nghe quá ơi. Thì nói như anh thì cũng ok đúng, nhưng mà quá giang hồ nó vô nhanh quá rồi, đâu có ai bảo vệ mình được anh. Thì Bảo đó, vệ thấy chưa, đúng không? lúc mà giang hồ nó vô công an cảnh sát gì cảnh sát tới thì mọi chuyện xong bà đó rồi. Thì thôi em nói đúng ra là em phải trả 45 đô một năm để em mướn một cái hộp ở ngoài ngân hàng đó. Mướn À cái hộp ở ngoài ngân hàng rồi mình đi em gom hết đồ nào là baseball đồ này kia đủ các kiểu giấy tờ quan trọng, tiền bạc hay là nói chung là tất cả cái gì đồ này kia mình để dành để dụm hay cái gì đó em gom hết em để ngoài đó hết, em chỉ để ở nhà em chừng thí dụ như vài ngàn thôi, tiền mặt chỉ thí dụ như để mình xài trong lúc mà cần thiết đồ này kia thôi, chứ còn giấy tờ à đồ đạc quý giá là em gom hết em chổi hết ra ngoài hôm qua hôm kia gì đó. ủa anh Nhưng Việt mà Rai nhưng nhưng ủa nhưng ủa mà không lẽ nhà 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 Việt Nam không có két sắt sao? Ví dụ mình không mua được cái két sắt riêng để mình trang bị cho mình để mình cất hay sao? đây tất nhiên là có cái két sắt thì đa số ai cũng có đó, em có một cái két sắt cũng khá khá to mà nếu mà nói khiêng á thì một người khiêng không nổi đâu, phải là hai người, phải là hai người khiêng, tại vì két sắt nó to lắm mà nó nặng ghê lắm. Thì đi giày em mới ớn, đi giày đáng lẽ là em cũng chưa đem đi đâu, em để nhà thì mấy năm nay rồi em chỉ để một ít đồ ngoài kia thôi, còn một ít đồ em cũng vẫn để ở nhà. Ê mẹ nó, cái thằng kia cũng quen
nó ở khu dưới kia, giang hồ vô nhà nó xúc một cái nó không có mở được cái xác, nó khiêng luôn cái xác đi luôn. Ê mẹ nó về, hai chồng đi làm về vô 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 phòng rồi vợ đi nói, ủa anh ơi, đây cái phòng của mình rồi em thấy nó rộng lộng. Rộng lộng. Thằng chồng nó vô nói, ơ chết mẹ này, nó khiêng nguyên một cái cái sắt đi luôn rồi chứ rộng, cái đầu tôi nó chứ rộng rồi. Nhưng mà thấy vậy, anh trời điện thoại anh khóc lóc tùm lum tà la, ơ chết mẹ rồi, em mới ngẫm nghĩ em mới đù 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 bò, kiểu này không được rồi, kiểu này không xong rồi. Má nó chơi kiểu này không được rồi, giờ á, nó chơi với anh Trọng á, nó không có cần mà phải, nó không có hồi xưa anh biết không, nó vô quá, nó còn khoan nha, còn dùng máy khoan, đồ này kia nó khoan, rồi để nó phá, nó lấy cái sắt ra, cái sắt nhỏ nhỏ thì mình mới, còn mấy cái sắt bự nó còn khoan. Bây giờ á hả, nó đi á, tụi nó càng ngày, tụi nó cũng kinh nghiệm chứ, tụi nó càng ngày, càng học hỏi. Những cái khu nhà của mình á, thì em biết á, giống như em chiếu mấy lần xung quanh khu nhà em đằng sau rồi gì, nó im như tờ, nó vắng lắm. Thì nói chung á, người ta cũng có camera, người ta cũng có camera, cũng này cũng kia, nhưng mà tụi nó làm nhanh lắm. Khi mà camera hay cảnh sát tới á, thì xong rồi, nó làm lẹ lắm, nó vô, nó nhảy một thằng, nó đi ruồn ruồn giống như mấy người mà đi cắt cỏ á. Tại vì chỗ em ở dưới Texas là những cái người mẻ á, họ làm cái nghề cắt cỏ, họ đi ruồn 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 xung quanh sau hè nhà người này người kia, họ cắt cỏ tỉa cỏ, thì mấy ảnh cũng giả vào giống như vậy đó, biết không, mấy ảnh cũng ngụy trang ha, ngụy trang ngụy trang. Thì cái thằng hàng xóm nó nhìn thằng này nó đụng mắt, thì cái thằng này là cái thằng cắt cỏ của nhà kia mà, nó cũng đâu quan tâm đâu. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là ít người quan tâm để ý lắm, tại người ta đi làm hết trơn rồi đó, cái là đi ruồn 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 ra đằng sau vậy đó, rồi lên vậy ù mà bắt đầu nhảy vô trong đụng một cái lỗ, ví dụ nó đập một cái cửa kính nào đó nó chui vô, thì hai ba con ruồn ruồn chui vô, nó mở cửa được cái gara rồi gì. Nếu mà nó có một cái xe nào, xe con hay xe nào mở cửa được gara, nhìn qua nhìn lại, ve cái xe vô gara, đóng cửa lại, nó vô trong cái gì, bắt đầu nó khiêng cái xác đó ra, nó có đồ chơi hết, nó có cái bánh bao đồ dưới nó khiêng quá, nó chỉ cần nhấc lên trên cái đó thôi là nó kéo từ trong nhà, nó kéo ra ngoài gara, nó luyện lên chiếc xe, đóng cốp xe lại, mở cửa gara, phóng cái dù rồi. Bây giờ có alarm police gì nữa, anh có về kịp không, anh đang đi làm, anh ở đâu đó, anh có về kịp không? Nhưng mà police, thí dụ police mình lúc đó mình thấy mình báo police thì sao? Thì nó như thế này, nếu mà anh thấy anh báo police thì police nó cũng phải là trên đường vài phút nó mới tới chứ. Thí dụ như cái thằng anh Trọng nó xui lắm á, thì cái thằng police đang vòng vòng ngay đó, thì thằng police tới kịp thì mình không nói. Mà con thằng này, thằng police nó tới không kịp thì sao? Police tới là xong rồi. Đó. Cho nên ngầu quá, em thấy như vậy mà em ớn quá, mà từ nào giờ mình cũng y, cũng nhiều vụ lắm, nhiều vụ ăn trộm lắm, mình cũng y, mình không có quan tâm. Nhưng mà đợt này thấy lần này nữa, cái em về em bàn, giờ em rồi, vụ mới từng gom hết, gom hết, em đi. Em đi ra ngoài kia để, rồi tụi quay có vô thôi, muốn lấy gì đó, tụi quay lấy nhà cửa đó, có nhà đồ vậy thôi, lấy đi. Còn những cái đồ quan trọng mình á, lỡ ví dụ đi mà trong đó không có gì, nó khiêng mẹ nó cái thùng nó đi, cái phải giấy tờ mình mất hết, khổ không? Đó. Chung tính ra Mỹ bây giờ nếu mà gọi là cái hàng ăn trộm á, ủa nó cũng vĩ đại nữa chung, thấy không? Tức là cái xác bây giờ không phá nữa, nó chở mẹ nguyên két đi luôn, mà cái xác đâu đâu có nhẹ chung. Đúng không Chung? Cái xác nó đâu có nhẹ, chứng tỏ là việc ra và đại chung, mọi người nhớ không, cái bộ phim gì mà quá nhanh quá nguy hiểm á, đúng không? Thì có những cái cảnh gọi là gì, nó móc xích vô cái xác mà nó lôi, nó chạy ngờ ngờ ngoài đường á, tính ra là mình nghĩ nó đúng không, nó không phải là gọi như là nó làm quá đâu, đúng không Chung, công nhận không? Cái này là nó hiện thực hóa từ phim, đúng rồi, cái này, nó hiện thực hóa. Cái vụ mà kéo người chạy ngoài trời, anh Thái Quang mới nói á, là không phải trong phim nha, cái này em nói là có thiệt ở ngoài trời. Anh biết có luôn hả? ATM không? Cái máy ATM mà... rút tiền. ATM rút tiền. Dạ, mấy đại ca tối vô, rồi làm liều á, ô mà đưa cái xe pick up vô, đưa cái đít vô, bóc dây xích giật một cái đồn, đúng. Có nó giật một cái đồn.
Theo em nghĩ là anh cất ở ngân hàng là hợp lý đó. Bởi vì sao? Bởi vì là ở nhà anh chỉ cần để vài ngàn để tiêu thôi, với lại để mấy khẩu súng thôi, để mấy khẩu súng làm đồ chơi vậy thôi, chứ cần gì ở bên đó an toàn mà cứ gửi ngân hàng đi cho nó dễ, gửi ngân hàng cho nó dễ, giữ nhà chi mất công, nó lấy vô nó lấy mất nữa. Khu nói thật sự mà nói, cái khu em ở đâu phải là cái khu tàu đâu. Ủa, một khu cũng ngon lành, thuế má đóng cũng phà phà, đóng thấy mẹ luôn trong đó, nhưng mà có chuyện là có chuyện à. Trời ơi. Coi như là khu Việt Rai là dân trung lưu ở không có đúng không? Đúng rồi anh, Tầng khu của lớp trung em á, lưu đúng cái không? khu khu của em á là nó có hai thành phần rõ ràng luôn, hai thành phần rõ rệt luôn, là dân làm dầu hỏa, dân làm mấy cái mỏ dầu ở Texas nè. Tại vì chỗ em ở nó có nhiều nhà máy lọc dầu lắm, dân làm hãng Exxon, rồi dân làm hãng Shell, hãng xăng dầu đó. Rồi cái thứ hai nữa là đúng rồi, xăng dầu Exxon với phi trường sân bay, mà hình như là dân làm gì xăng dầu là nhiều. Đó, cho Có nên Hoàng là Nguyên, Hoàng Nguyên nói về Việt Nam, Hoàng Nguyên nói gì? Dưới chân cái sắt có cáp ngầm, có cáp ngầm để khóa vào, để khi muốn đặt cái sắt thì phải làm đế ông ơi. Tức là ý là cái câu chuyện mà hắn ta không tin là câu chuyện Việt Nam chia sẻ là nó đã xảy ra rồi, nó có xảy ra rồi. có, khi mà anh mua cái két sắt nó có một cái cây cây sắt rất là dài, khoảng 1 gang 3, nhưng mà nó cho anh theo hai cái con ốc đó luôn. Nhưng mà khi mà người ta về nhà, đâu phải 100 người mua cái két sắt về ai cũng bắt mấy con ốc đó xuống đâu. Có người bắt có người không, anh khoan cái lỗ anh bắt con ốc xuống dưới đó, có người bắt, có người làm có người không có làm, đâu phải ai cũng làm. Đó. Thì bây giờ nó vô nó lấy cái xà beng nó nạy nạy lên cái rồi xong, cái nào mà nhúc nhích ngon lành là nó khiêng đi thôi, còn cái nào mà nó lấy không được. Cho anh theo quan biết luôn, anh đóng chỉ có hai cái cây đó thôi, ủa mà nó đục ra 30 giây là xong, chứ không có lâu đâu. Khi mà tụi nó muốn lấy rồi là nó đục 30 giây là xong, nó có cái máy nó đưa vô nó cắt một phát một là xong liền. Ngủ ở đó mà mấy cái bắt bắt Đúng rồi, mình nghĩ bố cũng vậy. Nếu mà dân chuyên rồi. nghiệp đúng không, nếu dân chuyên nghiệp là nó cũng có đồ nghề chứ. Ví dụ nó vào nó gặp là cái nhà nào gọi là khoan cái chân đó đó thì nó sẽ dùng thiết bị để nó cắt đúng chưa, cắt rất là Là nhanh mấy bởi vì đứa tụi nó này chuyên nghiệp mà. lấy xà beng nó nạy lên hết á, gắn là chỉ gắn cho có lại dính chắc lên được tí xíu thôi, chứ đâu phải là nằm dính nó cứng vĩnh viễn đâu. Vậy là anh này vẫn là không bao giờ tin tưởng là bên Mỹ này có cái vụ ăn trộm à, đúng không? Không, Em nhiều vẫn khi theo không, quan không vẫn không vẫn phải vẫn Việt Nam ơi. Nhiều khi người ta không có tiền, người ta để sao tao 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 bị ăn trộm được. Thà như Việt Nam có tiền, Việt Nam mua cái két sắt đúng chưa, Việt Nam còn bị cảm giác là ăn trộm. Còn này mẹ nó có tiền đéo đâu, nó mua két sắt làm gì nó biết, nó chỉ đọc báo, đọc trên tin tức, coi phim rồi nó thấy vậy, nó biết vậy thôi. Mình phải hiểu người ta vậy chứ. nhà em hồi đó bị vậy nữa nè, bị vậy nè, đi nói đúng ra hồi xưa mình chơi tại vì em chơi em quan hệ rộng rãi rộng lắm, nhiều người cũng quen biết rồi. Mình hồi xưa mình chơi ca hát karaoke rồi mình mua máy móc rồi này kia, rồi bạn bè tới chơi đông vui rồi này kia, nó biết nhiều đứa này đồn đồn qua đứa kia. Ô anh đi chơi cái gì anh biết không, mình đi Việt Nam cái nó biết cái ngày mình đi, nó biết cái ngày mình đi đi Việt Nam. Em nói hồi bây giờ cũng vẫn còn nha, nhưng mà ở bên khu Cali nè, những cái khu mà Việt Nam đông á là vẫn còn đó, còn chứ không có nhiều giống như hồi xưa, chứ còn hồi lúc trước á đâu mà ăn trộm vô nhà người ta toàn là Việt Nam không á, toàn là mấy đứa mà con của Coi mấy như WHO đâu má qua đây làm ăn đéo lo đi làm, toàn là đi ăn trộm không á. à, coi như Em nó giả bộ nó thân cận, xong nó dò la tin tức rồi mình chia sẻ là tôi đi cái này tôi đi cái kia để nó nắm cái lộ trình của mình đúng không, nó thì nắm nói nắm đúng cái schedule đó đúng không. là nhỉ, đúng thì nói đúng là nhỉ. Cái thứ nhất là nó theo dõi những cái gia đình nào đi làm giờ giấc, ví dụ trong gia đình nó có hai vợ chồng đi làm giờ giấc lúc nào nó để ý, nó biết cái giờ nào gia đình không có ai ở nhà đó, nó biết, nó theo dõi nó chậm. Rồi
Cái thứ hai nữa là ví dụ như mình nè, mình chơi bạn bè đông thì bạn bè mình tới nhà mình ăn nhậu chơi này chơi kia, rồi xong rồi đứa này nó đồn nó nhàn bình hay nhàn việt hay là nhàn sơn hay nhàn tùng gì đó tới chơi vui vẻ. Tụi bay tại ở đó nó có karaoke hay, tới đó ăn nhậu rồi này kia, riết thằng này đồn qua thằng kia, cái là tụi nó nghe có nhiều nó tại vì anh biết mà, Việt Nam nha, ra quán cà phê rồi này kia nhiều thằng nó gặp, nó đồn qua đồn lại biết ra. Cái xong rồi cái mình đã có nhà em đi Việt Nam đồ quá, mình đi Việt Nam cái mình cũng không có để ý mấy cái vụ đó nữa, mình cũng nói cho em thì bạn em mà, thì em cũng nói là thôi thì mình đi Việt Nam vậy mà không biết sao đồn nghe đựng cầm quá. Nó cái ngày mà em đi Việt Nam á, em vừa bay mà lúc đó mùa đông tuyết rơi nữa nha, em vừa bay buổi sáng là buổi tối nó phải nó dọn nhà em, kinh không? Nó phải nó dọn cũng chơi cũng chơi cái chiêu đó, đục cái lỗ ở đằng sau chui vô, mở cửa gara ve xe vô, quá nó khuyên á hả, nó khuyên mà nói thật ra mình cũng tính trước rồi, những cái đồ đi là em cũng giấu em cất hết rồi, nó vô nó chả lấy được mẹ vậy. Mà anh biết á hả, nó leo vô trong mấy cái phòng để quần áo của mình, nó bước lên trên rồi cái nó dở cái lỗ ở trên, giống như cái trần nhà mình ở trên nó rỗng quá anh. Cái lỗ trần nhà rồi, cái lỗ trần nhà mình á đó, nó cách với cái mái nhà đó, nó chui lên cho nó coi cho mình có giấu đồ không, khốn nạn không thì đâu có biết đâu. Thì đi về thấy nhà cửa tan hoang vậy, rồi cái ông hàng xóm ổng kế bên á, ổng mới thấy tự nhiên có mấy thằng, tối bữa đó ổng đi làm vậy, ổng thấy mấy thằng nó ve xe vô, nó đi ra đi vô, cái ổng mới nói mày kiếm ai, gia đình thằng Việt nó không có ở nhà rồi như vậy, tại mình đi mình cũng dặn ổng. Nó nói tụi nó nói là nó là bạn của em, nó không biết, nó tới nó thăm em rồi nó bị cái xe nó bị lúng tuyết rồi này kia kia nọ, cái nó hì hục, nó giả bộ nó đẩy tới đẩy lui vậy đó. Thì ổng cũng nghĩ là vậy, tại ổng thấy mấy người đó cũng dân châu Á. Nó tới chừng mình về, ổng kể mình nghe, mình thấy vậy ổng mới nói mình biết rồi đó, cũng toàn là Việt Nam luôn, đi dọn nhà người ta mà chuyên môn nha, đi hết nhà này tới nhà kia dọn, chơi toàn là mấy cái chiêu đó không á. Ở trên đừng có tưởng bở, tại vì chưa gặp cái ông hoàng gì đây, chưa gặp, chưa thấy, chưa biết thôi, có nhiều khi biết mà tại không dám nói sự thật ra thôi. Đúng rồi, đúng rồi, mình nói cho Hoàng Nguyên nghe này nè, Hoàng Nguyên nghe này nè, bạn cũng không cần thiết phải thể hiện là mình người đẳng cấp gì đâu. Cái chuyện của bạn chia sẻ, bạn bảo rằng là nhà bạn có két sắt gì đó khóa vào để khi anh cắt là có khói làm báo gì đó vân, đúng không? Thì mình nói cho Hoàng Nguyên nghe một cách là gọi là thẳng thắn với nhau luôn, đã lên không gian mạng bạn nói cái gì đó cũng bạn nói chẳng được. Còn cái câu chuyện bạn chia sẻ đó, trên phim có không? Có. Các nhà bán két sắt họ có những thước phim quảng cáo nó có như vậy không? Có. Thì bây giờ tôi đơn thuần nha, rất rõ ràng và rất song phạm với nhau, thì tôi cho rằng câu chuyện bạn đang chia sẻ là bạn chỉ xem trên phim mà bạn biết thôi. Được chưa? Được không? Được chứ. Đúng không? Trừ khi nào bạn bước lên live nè, bạn bật live stream, bạn quay. Đây, két sắt nhà tôi đây. Đó, nó như vậy nè. Bây giờ tôi đụng vô đây nó bốc khói lên là cảm biến báo wow 5 giây sau police tới tóm cổ đó, vậy nó mới được chứ. Còn đừng đưa những câu chuyện trên phim lên đây thể hiện chi vậy nha Hoàng Nguyên nha. Ok, xin mời Trung. Dạ ok anh, thì qua nghe câu chuyện này thì nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Bây giờ em nói ví dụ đơn giản như nhà em thôi, em lắp cái cảm biến ngay trước cửa nhà đó, em cài cái chuyển động, cảnh báo chuyển động về điện thoại của em. Khi em đi em khóa cửa đó, và có người lạ tới hay bất kỳ một người nào tới, nó sẽ báo ngay lên điện thoại luôn. Và em mở camera ở nhà là em biết là ai đến nhà em luôn. Cái chuyện này nó quá bình thường, nó chả có gì. Còn thực tế là báo cháy thì thường người ta lắp ở trên trần nhà, đúng không? Mà nó phải lượng khói bao nhiêu nó mới báo cháy, chứ đâu phải tự dưng mà nó báo cháy đâu. Với hai nữa là cái bọn nó đã đi ăn cắp rồi thì nó có nhiều chiêu trò lắm, nó không phải đơn giản như kiểu anh em mình đây là anh Việt Rai là anh gặp rồi. Chứ còn thực tế ra mà nói, két sắt ở Việt Nam mình cũng vậy, người ta sản xuất ra thì người ta cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Thế nhưng mà cái việc mà nó đã tính toán nó lấy ấy, thì có những nơi nó lấy, ví dụ như
cái bọn mà nó trộm kép sắt liên tỉnh á, nó chuyên nghiệp á, thì kiểu gì nó cũng lấy, nó lấy mà không những kép sắt to nhỏ gì, nó bê hết, nó bê ráo hết, nó bê nó phá hết chứ làm gì có cái chuyện nó lấy ha, nói cái chuyện nó lấy hết. Chuyện này thì nó đơn giản thôi, nó không có gì cả. Đấy, thế thì cái chủ đề ngày hôm nay anh đưa ra thì nó có mấy cái như thế này. Cái khái niệm về dân oan thì thực ra là ai đặt ra cái từ khái niệm dân oan thì có lẽ không nói ra thì mọi người đã biết rồi, đúng không ạ? Giống như kiểu có thành phần lên mạng kêu trời ơi tôi dân oan này, tôi bị mất đất này, hỏi ủa chứ anh bị mất đất là mất mất bao nhiêu, mất ở đâu, rồi anh có giấy tờ gì chứng minh cái đất đó là đất của anh không? Không có gì hết á, tôi vô đây tôi ở mấy chục năm, cái đất này đất của tôi, ủa chứ lạ vậy? Cái đất nó có trước hay con người có trước, đúng không? Em xuống tí xíu cái nha, Trung với anh Thơ Quang nói chuyện, em xuống tí xíu. Ok, được rồi. Dạ, ok anh, em chào anh. Okay. Dạ. Yeah.